Thầy mang quần màu gì thế? Đây. Các thầy biết tại sao là tôi phải, các thầy có biết là tại sao là tôi phải bỏ cái túi quần nó ra bên ngoài quần không ạ? Mẹ, nếu như mà thầy nào ở miền Bắc mấy ngày hôm nay thì các thầy sẽ biết. Trời, nó khóc tầm tã từ hôm thứ tư cho đến bây giờ nó chưa ngừng nghỉ. Đúng hôm thứ tư không nhỉ? Hay là hôm thứ ba nhỉ? Mẹ nó, tóm lại là tôi giặt quần áo bằng máy giặt. Bằng máy giặt thì máy giặt nó có chế độ sấy rồi đúng không? Nó có chế độ vắt rồi đúng không? Máy giặt nhà tôi, máy giặt đều nó chỉ có chế độ sấy. Nó chỉ có chế độ vắt thôi, không có chế độ sấy. Đấy, mẹ nó chứ. Tôi giặt và tôi phơi từ hôm thứ tư. Đấy, mà tôi phơi đến hết ngày hôm thứ năm sang ngày hôm thứ sáu mà nó vẫn đéo khô được quần áo. Mà tôi phơi ở trên tầng nhá, mà tôi phơi trên tầng, phần tầng nhà tôi rất là thông thoáng, đéo khô được quần áo. Kiểu trời miền Bắc mấy hôm mưa độ ẩm nó cao ấy, thế là tôi vẫn phải mang xuống để tôi mặc, bởi vì đéo còn quần áo để mà mặc nữa. Đấy, thế là cái quần của tôi nó vẫn ướt. Ngoại trừ những chỗ ướt thì nó sẽ có những chỗ khô, và cái chỗ ướt đó là cái chỗ túi này, bởi vì cái túi thì nó kiểu là x2 cái độ dày của quần ấy. Đấy, thế là tôi phải bỏ túi ra khỏi quần để cho tẹo nữa nó khô. Đấy, mẹ vãi cứt luôn ạ. Minh Hiền lên, làm gì mà quần ướt dấm đài à? Đúng rồi mẹ, đấy dầm, xong là giặt quần chưa khô vẫn phải mặc. Khổ thế cơ chứ lại. Yosuo à, Yosuo đi stream thôi. Ok à. Ok mẹ à. Ok à. Ok à, sao lại tôi dám mặc quần nước đi cho nó hay dối là nào. Ok à. Nêm no, vịt nhanh trí xin Minh Hiền lê tiền để mua quần mới ngay PP Smile. Mẹ ơi, có tiền mua quần. Mẹ cho con tiền mua quần đi. Tôi sẽ nói cho thầy biết một sự thật. Tôi nói cho thầy biết một sự thật, đó là thằng Yosu tìm địch không có kỹ năng. Đấy, thấy không? Thấy không cái này? Bảo rồi. Rat đi trợ thủ à? Rat ta trợ thủ à? Sự thật cực sốc. Sự thật thì nó vẫn là sự thật thôi. Thấy không? Bắn lại trượt kìa. Bắn lại trượt hạnh. Thầy Alucard không đi xa nữa à, PP Smile. Hơn là tốc biến kìa. Sao lại két mạng thế? Ôi, cảm ơn mẹ nhá. Ôi, con cảm ơn mẹ nhá, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ yêu nhiều nhá. Ôi, Steve là cho thật này. Ôi, Steve là cho thật đấy. Ôi, cảm ơn mẹ nhá, cảm ơn mẹ nhá. Cảm ơn mẹ. Có tiền mua quần ngay mẹ. Có tiền mua quần ngay mẹ. Để hôm nào con mua quần xong con lại nghe mẹ. Sao là con xin thêm cái lượng. Đúng cái nữa được. Chưa gì có 250k nữa. Mock Town, không cần kèo. Dragon Lane Tower is under attack. Tôi sẽ cho các thầy biết một sự thật là thằng Yosu tiêm địch mà không kỹ năng. Cô không đi rừng à? Mock Town, xin tiền cài áo luôn anh. Minh Hiển Lê đã tặng Shopper cho 8,24 đô la Mỹ cùng SoPPPP. Cùng SoPPPPP. Cùng SoPPPPP. Nói giỡn chơi ai người từ thiện dường cho thật, đúng là phú bà có khác PP Smile. Đúng là mẹ của con. Nhanh nhanh cởi áo trên livestream để xin tiền mua áo. Thế thì không được mẹ. Người ta đánh vi phạm nguyên tắc cộng đồng chết nữa. YouTube đánh vi phạm nguyên tắc cộng đồng thì mày.
không được đâu mẹ. Strictly business, nothing personal. Thằng heo xu à? Thế còn đánh là cười đúng không ha ha. I'm gonna just pocket this. Flames out! An enemy has been defeated. Our dragon lane tower is under attack. Time to collect. Tôi sẽ cho cái này biết một sự thật nữa. Thằng rat team địch cũng không có kỹ năng. Slims, at your service. Rồi sao? Rồi sao? Chết. Được không anh ơi? Được không này? Tôi sẽ cho thầy biết một sự thật, thằng Zatan sẽ chết sau tình huống bay này của nó. Được không anh này? Được không? Sự thật quá ghê gớm. Cả trận chỉ cười thôi à? Cô tiên tri à? Kể chuyện cười remind cái này phải tìm đến remind chứ sao vậy? Kể chuyện cười remind để tìm đến tôi là nào này buồn cười. Ngốc thao, tiền vô nó vậy. Relax, you can totally trust me. Time to collect. Đừng quá không cãi được về tuyệt hàng. Cuốn bay vào nồi. Rồi anh Rat không kỹ năng. Anh Rat không kỹ năng. Ôi rồi, chết rồi, không thoát kịp rồi. Thế gờ luôn đi. Kìa, mẹ nói thế, con luôn là con tố hề. Chúng mày. Mắc nào, bị thuê thêm bạn đấy. Không đập cũng ghê. Khổ cánh cụt quá. Cánh cụt được 2 mạng là 2 mạng của tôi luôn mà. Mình hiền lê, việc mặc quần rất tiết kiệm tiền điện để đi chơi diễn viên hài chơi game. Có đâu mẹ à. Chúng ai? Ủa chiến trước thì chúng. Thằng Ngộ Không đúng nhở? Vừa như thế thằng Ngộ Không. Đấy. Biết mà. biết mà. Tôi sẽ cho anh thầy biết một sự thật này. Tên địch thua luôn ở cái tình huống này. Ngắm. Ngắm. Mình nhìn như mang tiền đâu nhất cho diễn viên hàng chơi game này. Có đâu mẹ, tiền mẹ cho để mua quần mà.